Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn sử dụng xử lý sự cố mà tắc vòi phun, tức là khi mà bạn lau ấy, bạn thấy cái khăn nó không khô, không ra nước, thì do các cái đường nước ở đây nó đang bị tắc cặn vì cái máy bơm của nó công suất rất là nhỏ, bạn dùng cái nước máy bình thường ấy thì cái nước cứng nó bám vào thì một thời gian nó bị sắc tắc cặn thôi. Thì nếu như mà cách sử dụng xử lý đơn giản là bạn sử dụng một cái xi lanh này 6 ml, bạn cắt đầu này đi, xong là bạn cho nước vào, cho nước vào, sau đó bạn châm vào cái đầu đầu bình nước của máy robot này, bạn ấn chặt vào, bạn xịt thật mạnh độ khoảng 2-3 lần gì đấy, để cho nó tắc cái cặn tắc này nó thông qua đường này đấy, bạn nhìn thấy cái nước nó chảy qua đây. Đấy, khi mà nó chảy thành tia mạnh như thế là được rồi. Tuy nhiên các bạn lưu ý nhá, cái này thì nó chỉ xử lý được khi là cái động cơ bơm của bạn nó vẫn hoạt động bình thường. Còn nếu như mà thông rồi mà khi bạn lắp lại mà nước nó vẫn chưa chảy được ấy, thì có thể là cái máy bơm của bạn nó bị hỏng rồi, hoặc cái một chiều trong đấy nó bị nghẽn hẳn luôn. Thì lúc đấy bạn phải gửi tới thợ kỹ thuật để người ta tháo ra, người ta vệ sinh lại, hoặc là người ta thay cái van một chiều của cái motor. Rồi, cảm ơn các bạn.